Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay em đưa bé ra vườn hái dâu tây. Nè, hái đi con. Ngóng chờ mãi quả nó mới chín cao nhỉ. Nhà thì có dâu tây Đài Loan và dâu tây Hana Nhật. Đây là Hana Nhật, hái nhé. Con hái nhé. Đây, con giật mạnh vào. Giật mạnh. Giật mạnh. Giật. Cầm chắc là giật nhé. Giật, đúng rồi. Hân hơ, thế là con được hái một quả. Ôi trời ơi, cho mồm luôn á con. Ôi ngoan chế. Đây, cầm như thế này. Đấy, cho mồm, ăn. Ôi trời ơi, ngoan chế. Ngoan chế. Ôi trời ơi. Dâu tây không phun thuốc gì đâu này. Có thể ăn được luôn. Ôi ôi, cắn nát luôn nè con. Không được vứt đi đâu nhé. Cho mồm ăn nhé. Hai quả nữa nhỉ. Hai quả nữa không con? Ôi ngon chế. Con ăn dâu rồi. Mít ơi. Mít ơi. Em Mít đang ăn dâu tây. Ôi trời ơi, ăn dâu tây ngon quá nè. Ăn kìa không ngọt bỏ cho nó. Hái xong cá là đút mồm luôn. Con hái quả nữa đi. Con hái quả nữa không con? Hả? Trời ơi. Ngoan chế. Trời mưa đâm ra dâu tây sạch sẽ luôn. Nè. Ngon chứ. Ôi trời ơi. Ngon nhỉ. Ngon chết nhỉ. Ôi trời ơi. Ăn ngọt không con? Ngon không con? Ngon nhỉ. Ăn tham đấy con, cắn miếng to chế. Chú ngon chế. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Bác quý gọi ra lấy tôm. Vâng. Nè. Thế. Con giật quả nữa đi, cái đoạn này nó cứng mất rồi. Ôi ôi, ăn than nữa con. Bùm đi nhé. Trời ơi. Ăn than thế. À cái đoạn này cứng chắc nó không nhai được. Thôi nhé con nhé. Vứt bùm nhé. Con hái quả mới nhỉ. Bùm đi. Hái quả mới nhỉ. Ui, không hái quả đấy. Quả đấy chưa chín. Để hôm khác. Đây.
Mẹ bé con em con cho con hái quả này. Ôi trời ơi, to lù luôn. Đây con. Con ơi, đây mà. Đây. Đấy, hái đi con. Giật mạnh vào. Giật mạnh. Mạnh. Giật. Dâu tây Đài Loan à. Vừa chém dâu tây Nhật rồi. Giờ mình chém dâu tây Đài Loan à. Giật mạnh con. Giật như cái quả không đấy. Úi trời ơi. Úi trời ơi. To quá không cầm được. Quả kia nó nhỏ. Nhỏ hơn quả này. Úi trời. Nào thế mẹ hái cho con vậy chứ trời ơi. Thường quá. Ừ. Mẹ hái còn chả được nữa nè. Ôi ôi. Dài quá. Đây của con đây. À con đứng đứng đây. Ôi trời ơi. Khiếp. Vồ vập quá con. Cái cuống này nó hơi bị bắn. Mưa xong đâm ra dâu cũng sạch nhỉ. Ăn quả nữa. Xem quả này ngon không. Ôi trời ơi ăn thảm thế. Ăn thảm thế. Ấy. Các cô chú thấy con ăn có ngon không nhỉ? Ôi ôi ngon thế. Ôi ôi. Ăn thảm đấy con. Ăn miếng bé thôi chứ. Ăn miếng bé thôi. Ăn thảm thế. Ơi. Ngon nhỉ. Hôm nào cái chỗ này chín em lại ra hái tiếp nhỉ. Dâu để cho em ăn dần nhé. Mẹ còn trồng cả một vườn dâu cho em. Khi nào mà em nhớ em chịu hái em ché nhỉ. Ngon chứ. Đây mà con. Ăn cho hết đi. Ừ, vẫn còn là quả nữa kìa. Nhưng mà quả đấy vẫn còn xanh mà bé nữa. Đây mọi người xem. Quả dâu tây này to như thế này cơ mà nó ăn nát bét luôn này, cực kỳ to luôn. Lứa này nhà em là lứa thứ hai thứ ba đấy, quả cũng cực kỳ to luôn. Thế thôi ăn nữa nhé. Ăn cái chỗ mềm lên nhà con nhỉ. Đâu cái khăn đâu rồi? Nhăm mồm đi. Nhăm mồm đi nhá. Trời ơi. Dâu ơi này dâu. Nhớ hết rồi. Lâu rồi con hôm nay con mới được ăn dâu nại nhỉ. Mấy lứa trước thì nó ra quả chín cái mấy chị là hái hết của con rồi. Nè, đi nè. Bước đi. Bước nào con. Ngon chết. Ngon chết. Ngon chết. Đây, con cho các bác xem vườn dâu nhà con nhé. Này. Đây. Cho các bác xem vườn dâu nhà con đây này. Đây nè. Đây, cây đây. Cái quả lúc nãy là to lắm luôn á. Thằng cu cầm không vừa luôn.
Đây, đây là dâu Đài Loan này. Còn đây là dâu Nhật. Lứa nhà em là lứa thứ 2, thứ 3 rồi đấy. Mà quả vẫn to nha. À, ở đằng xa xa đây là vườn. Vườn dâu. Cây nó còn nhỏ lắm. Đây. Đây cho mọi người xem. Đây. Đấy, tầng tầng lớp lớp đây nha. Lớp này này, lớp trong nữa này. Đây nữa này. Cả đây nữa. Đây. Nhiều lớp cực kỳ luôn, cứ lứa này đến lứa kia. Đấy. Sai cực kỳ. Đây. Quả rất chìa to luôn. Đây, đang ra hoa nữa này. Hoa hoa bên dưới này. Đấy. Quả đằng xa xa này là dâu nhà em trồng bên ngoài. Đây. Trồng dần cho con ăn dần thôi. Nhà em có mới hai loại thôi. Loại Hana Nhật với lại Đài Loan thôi. Em thích trồng nhiều loại lắm nhưng mà chưa mua giống được. Đây, hoa cực kỳ nhiều luôn. Tầng tầng lớp lớp. Hoa hôm nay em review vậy thôi. Bây giờ em bận xíu rồi. Em đi nấu bột cho con em ăn. Thôi nha, em chào các bác nha. Chào các cô, các chú đi con. Chào các cô, các chú nha.